London International Academy ở Canada, trường trung học tư thục nội trú London International Academy Lear, được biết đến là một trong các trường trung học hàng đầu, có quan hệ hợp tác chặt chẽ với một số trường đại học tốt nhất ở Bắc Mỹ, đồng thời hỗ trợ học sinh tiến xa hơn trên con đường học tập sau trung học được xây dựng lần đầu tiên dưới dạng trường dự bị đại học London International Academy đã nhanh chóng phát triển thành trường nội trú tư thục được cấp phép bởi Bộ Giáo dục Ontario thực hiện chương trình học cấp bằng tốt nghiệp trung học Ontario, London International Academy. Academy cung cấp quy mô lớp học nhỏ, chương trình học thuật đạt chất lượng cao, đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn và đội ngũ hỗ trợ sinh viên rất nhiệt tình. Học sinh khi đến với LIA sẽ được hướng dẫn kế hoạch học tập cá nhân ILP. Trong kế hoạch học tập này mỗi học sinh sẽ được làm việc với một cố vấn học tập cá nhân. Đó là một cách để thiết lập và theo dõi các mục tiêu của học sinh về thành tích học tập, hướng nghiệp và các hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng. Học sinh sẽ chọn các khóa học phối hợp với các cố vấn hướng dẫn. Điều quan trọng là học sinh phải tự đánh giá một cách trung thực, phù hợp với khả năng sở thích và năng khiếu của mỗi em. Ngoài ra, Lia là trường tư thục thứ 13 tại Ontario được ủy quyền là trường giảng dạy và cấp bằng IB, chương trình đào tạo chương trình cấp bằng tốt nghiệp trung học tỉnh bang Ontario OSSD, chương trình cấp bằng tú tài quốc tế IB, chương trình YouTube STEM, chương trình tiếng Anh ESL, chương trình trao đổi văn hóa ngắn hạn học phí, 21.200 đô la Canada học phí cho 8 tháng với 8 môn học boarding fee, 12.380 đô la Canada, 8 tháng phí giám hộ, 600 đô la Canada đồng phục, 6 600 đô la Canada bảo hiểm, 700 đô la Canada một năm đưa đón sân bay, 150 đô la Canada chi phí chọn gói cho học sinh quốc tế, 38.330 đô la Canada. Một